Hiếu Farm Vlog chào mừng bà con, cô chú, anh chị và các bạn đến với bản tin giá heo hơi hôm nay ngày 17 tháng 3 năm 2020. Thì theo cập nhật được thì giá heo hơi hôm nay giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng trên 1 kg, giảm trên diện rộng. Khả năng thì tại miền Trung mức giá vẫn ổn định so với hai miền còn lại là miền Nam và miền Bắc. Và sau đây là bản tin chi tiết của từng vùng miền trên cả nước. Thì Hà Nội giá heo hơi hôm nay có mức là 84.000 đến 85.000 đồng trên 1 kg, vẫn giữ nguyên so với ngày hôm trước. Ở Hải Dương có mức giá là 85.000 đến 86.000 đồng trên 1 kg, giá vẫn không thay đổi. Ở Thái Bình giá vẫn không thay đổi, ở mức hiện tại là 88.000 đến 90.000 đồng trên 1 kg. Còn tại Bắc Ninh, theo cập nhật được thì giá heo hơi vẫn giữ nguyên so với ngày hôm trước, có mức là 85.000 đến 86.000 đồng trên 1 kg. Tại Hà Nam giá vẫn không thay đổi, mức giá hiện thời là 85.000 đến 86.000 đồng trên 1 kg. Tại Hưng Yên có mức là 85.000 đến 86.000 đồng trên 1 kg, giá vẫn không thay đổi so với ngày 16 tháng 3. Thì tại Nam Định hôm nay có mức giá là 86.000, giảm 1.000 trên 1 kg. Ninh Bình có mức là 78.000 đến 79.000 đồng trên 1 kg. Ở Hải Phòng là 80.000 đến 83.000 đồng trên 1 kg. Ở Quảng Ninh có giá là 80.000 đến 83.000 đồng trên 1 kg. Thì tại Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh giá vẫn giữ nguyên. Còn tại Lào Cai có mức giá là 84.000 đến 85.000 đồng trên 1 kg, giảm 1.000 so với ngày hôm trước. Ở Tuyên Quang giá vẫn không thay đổi, mức hiện thời là 85.000 đến 86.000 đồng trên 1 kg. Còn tại Cao Bằng có mức giá là 82.000 đến 83.000 đồng trên 1 kg. Ở Bắc Cạn 80.000 đến 82.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ thì 82.000 đến 83.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Phú Thọ giá vẫn giữ nguyên so với ngày hôm trước là 16 tháng 3. Còn tại Thái Nguyên có mức giá là 84.000 đến 85.000 đồng trên 1 kg, giảm 2.000 so với ngày 16 tháng 3. Còn tại Bắc Giang có mức giá là 84.000 đến 85.000 đồng trên 1 kg, giảm 1.000 đồng. Ở Vĩnh Phúc cũng giảm 1.000 đồng, giá hiện thời là 83.000 đến 84.000 đồng trên 1 kg. Tại Lạng Sơn có mức giá là 83.000 đến 85.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình có mức giá là 83.000 đến 85.000 đồng trên 1 kg. Thì tại Lạng Sơn và Hòa Bình thì giá vẫn giữ nguyên so với ngày hôm trước. Ở Lạng Sơn thì đang cập nhật giá hôm nay. Còn tại Lai Châu có mức giá vẫn giữ nguyên so với ngày hôm trước là 84.000 đồng đến 85.000 đồng trên 1 kg. Ở Thanh Hóa có mức giá là 86.000 đến 87.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An 86.000 đến 87.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh 79.000 đến 80.000 đồng trên 1 kg. Ở Quảng Bình là 79.000 đến 80.000 đồng trên 1 kg. Quảng Trị có mức giá là 79.000 đến 80.000 đồng trên 1 kg. Ở Thừa Thiên Huế có mức giá là 77.000 đến 80.000 đồng trên 1 kg. Vậy thì Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An vẫn giữ nguyên giá trong ngày hôm nay. Quảng Nam có mức giá là 80.000 đến 81.000 đồng trên 1 kg, giảm 2.000 đồng. Ở Quảng Ngãi thì giá cũng không thay đổi, giá hiện thời là 82.000 đến 83.000 đồng trên 1 kg. Ở Bình Định giá vẫn không thay đổi, mức giá hôm nay là 72.000 đến 75.000 đồng trên 1 kg. Ở Phú Yên mức giá hôm nay có ở mức là 72.000 đến 75.000 đồng trên 1 kg. Ninh Thuận vẫn giữ nguyên giá ở mức là 70.000 đến 71.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa có mức giá là 77.000 đến 78.000 đồng trên 1 kg, giá vẫn không thay đổi. Bình Thuận thì giảm 1.000 xuống còn ở mức là 74.000 đồng đến 75.000 đồng trên 1 kg.
Còn tại Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk giá vẫn giữ nguyên, Đắk Nông giá vẫn giữ nguyên. Đắk Lắk thì giá là 77.000 đến 78.000 đồng trên 1 kg, Đắk Nông là 79.000 đến 80.000 đồng trên 1 kg. Ở Lâm Đồng, mức giá hôm nay là 77.000 đến 78.000 đồng trên 1 kg. Ở Gia Lai, mức giá hôm nay là 72.000 đến 75.000 đồng trên 1 kg. Vậy thì Gia Lai và Lâm Đồng giá vẫn giữ nguyên. Ở Đồng Nai, thủ phủ chăn nuôi heo hôm nay giảm 1.000, còn ở mức là 78.000 đến 79.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh giá vẫn không thay đổi, Bình Dương cũng không thay đổi. Ở thành phố Hồ Chí Minh giá hôm nay cập nhật là 77.000 đến 78.000 đồng trên 1 kg. Còn tại Bình Dương dao động ở mức là 75.000 đến 76.000 đồng trên 1 kg. Bình Phước cũng dao động ở mức là 75.000 đến 76.000 đồng trên 1 kg, giá vẫn không thay đổi so với ngày hôm trước. Ở Bà Rịa Vũng Tàu, giá vẫn giữ nguyên, dao động ở mức là 75.000 đến 78.000 đồng trên 1 kg. Ở khu vực phía Nam, đặc biệt là tỉnh Long An, giá hiện giờ là 78.000 đến 79.000 đồng trên 1 kg, giảm 2.000. Ở Tiền Giang thì giảm 2.000, ở Long An thì giảm 1.000, 78.000 đến 79.000 trên 1 kg. Tiền Giang giảm 2.000, 79 đến 80.000 đồng trên 1 kg. Ở Bạc Liêu giá vẫn không thay đổi, mức giá dao động của ngày hôm nay là 83.000 đến 85.000 đồng trên 1 kg. Còn tại tỉnh Bến Tre, quê hương xứ dừa, mức giá hôm nay dao động ở mức là 78.000 đến 79.000 đồng trên 1 kg. Vậy thì ở Bến Tre hôm nay giảm 1.000. Còn tại tỉnh Trà Vinh thì giá vẫn không thay đổi, giữ nguyên ở mức 77.000 đến 78.000 đồng trên 1 kg. Tại thành phố Cần Thơ thì giá hôm nay là 83.000 đến 85.000 đồng trên 1 kg, giữ nguyên. Ở Hậu Giang thì giảm 2.000, mức giá dao động hiện giờ là 75.000 đến 76.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau có mức là 79.000 đến 80.000 đồng trên 1 kg, giá vẫn không thay đổi, vẫn giữ nguyên giá so với ngày hôm trước. Còn tại Vĩnh Long có mức giá dao động hôm nay là 78.000 đến 79.000 đồng trên 1 kg. Ở Vĩnh Long thì hôm nay giảm 1.000, còn ở An Giang giữ nguyên giá ở mức dao động là 83.000 đến 85.000 đồng trên 1 kg. Tại Kiên Giang 78.000 đến 79.000 đồng trên 1 kg, giảm 1.000. Ở Sóc Trăng thì 83.000 đến 85.000 đồng trên 1 kg, giữ nguyên so với ngày 16 tháng 3. Ở Đồng Tháp có giá là 78.000 đến 79.000 đồng trên 1 kg, giảm 1.000. Ở Tây Ninh thì có mức giá là 77.000 đến 78.000 đồng trên 1 kg, giá vẫn giữ nguyên so với ngày hôm trước. Thì theo Bộ Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn có nêu ra việc giá heo, thịt heo tăng cao liên tục trong thời gian dài sẽ đe dọa đến mục tiêu kiểm soát lạm phát. Khi riêng giá thịt heo tháng 1 năm 2020 tăng gần 8,3% so với tháng 12 năm 2019, đẩy CPI tăng 6,34% so với cùng kỳ năm 2019, thì giá nhiều mặt hàng tăng theo thịt heo khiến đời sống của người dân càng thêm chật vật. Thưa quý vị, thì dự kiến tổng nguồn cung thịt heo năm 2020 sẽ đạt là 4 triệu tấn. Hoạt động tái đàn đã tích cực hơn, cộng thêm hàng chục ngàn tấn thịt đang được tăng cường nhập khẩu từ các nước bù đắp cho sự thiếu hụt của thị trường, sẽ là cơ sở vững chắc để bình ổn giá cả trên thị trường. Thì giá heo hơi hôm nay ngày 17 tháng 3 thì có chuyển động là giảm từ 1.000 đến 2.000 trên diện rộng. Thì khả năng thì còn ở các tỉnh ở miền Trung thì vẫn giữ ở mức giá ổn định so với hai khu vực còn lại là miền Bắc và miền Nam. Và đây là cái thông tin chi tiết bảng giá heo hơi cập nhật chính xác nhất mà bà con cô bác đã gửi về cho Hiếu Phan Vlog để chia sẻ đến cho mọi người cùng biết. Video bản tin giá cả thị trường, đặc biệt là giá heo hơi đến đây
Cô Hiếu xin tạm dừng và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong cái video tiếp theo. Xin cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh, ấn chuông bên cạnh để tiện theo dõi cái video giá heo mới nhất của Hiếu nhé. Hiếu xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất nhiều. Chúc cho mọi người luôn luôn có được nhiều hạnh phúc, an lành và ấm no bên gia đình ạ. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.